Nếu tôi thấy đâu không về, tôi cũng mới nặng rồi đó. Nó quá nhỏ, cái mụn quá. Mụn này của nó nhiều mà. Chưa nặng bao giờ nhiều. Hư quá nó đau. Không có làm thoải mái. Đâu không? Không. Ok. Làm sao tôi xem nhiều. Hơi đau đầu rồi. Người quên quên để chân chất. Đường nhà anh cứ đi bằng chân đất không sao. Chúng lại chân hết đủ nhau nhà bên dưới con đây chân đất làm dễ bỏng ra rất khó có phải thế. Chỉ cần gật đầu anh đã chú phải lên bà con lối xóm mà bỏ em tài bên một đời chân đất cũng được thời gian dễ. Phải thôi. Yeah.